Và đây, trước mặt mọi người là Union Square, là một thánh địa văn hóa và mua sắm phổ biến nhất, là một điểm đến du lịch quan trọng mang tính quốc tế, nằm ở trung tâm thành phố San Francisco. Đến với Union Square, bạn có thể tìm thấy hàng tá thương hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Chanel, Prada, Gucci, Dior và nhiều hơn nữa. Tất cả đều nằm trong khoảng cách đi bộ thuận tiện của các khách sạn lớn nhất, phòng trưng bày nghệ thuật tốt nhất, cũng như một số nhà hát và nhà hàng nổi tiếng cũng đều nằm ở nơi này. Là một nơi luôn luôn tấp nập và nhộn nhịp, và là một điểm khởi đầu tuyệt vời cho một ngày ở San Francisco. Hàng ngày, có rất nhiều du khách đã đặt chân đến đây để vui chơi, ăn uống, mua sắm và giải trí, mà giờ đây đang chìm trong cái lạnh tanh và sự vắng vẻ bình yên đến lạ thường. Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ đưa mọi người đi đến tham quan quảng trường Union Square thuộc trung tâm thành phố San Francisco để cho mọi người xem thử ở đây như thế nào. Và đồng thời mình cũng cập nhật sơ qua về tình hình mới nhất tại Mỹ để cho mọi người cùng biết. Thì bây giờ, mời mọi người cùng đi chung với mình nha. Theo thống kê của Worldometer tính đến thời điểm hiện tại, hôm nay thứ Bảy vào lúc 4 giờ 30 chiều ngày 16 tháng 5 năm 2020, thế giới đã có hơn 4,7 triệu người đã mắc nhiễm COVID-19, tăng thêm 93.000 ca nhiễm mới so với ngày hôm trước. Trong đó, thế giới cũng ghi nhận thêm khoảng 4.161 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong lên 312.315 ca. Cùng với đó, tổng số ca hồi phục trên toàn cầu là 1.809.734 ca. Mỹ vẫn là điểm nóng của toàn cầu, tiếp tục kỷ lục với 89.538 ca tử vong được ghi nhận, tăng thêm 1.031 ca tử vong mới so với ngày hôm trước. Số ca nhiễm mới tăng là 21.881 ca, nâng tổng số ca nhiễm vượt hơn 1,5 triệu ca. Cùng với đó, tổng số ca hồi phục ở Mỹ là 338.872 ca. Đại dịch COVID-19 có khả năng còn lâu mới kết thúc và không ai biết chính xác khi nào nó hoàn toàn chấm dứt, là mối đe dọa nghiêm trọng đối với mọi người. Virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19 có thể sẽ không bao giờ biến mất, nó luôn tồn tại trong cuộc sống của con người. Đây là cảnh báo mà chuyên gia Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra. Giám đốc điều hành chương trình khẩn cấp y tế của WHO cho biết, virus SARS-CoV-2 có nguy cơ trở thành một chủng virus tồn tại song song với các cộng đồng và có thể không bao giờ biến mất. Những người đã nhiễm COVID-19 sẽ có kháng thể và khi càng có nhiều người nhiễm bệnh thì khả năng miễn dịch cộng đồng càng cao. Trong khi cả thế giới đang chờ đợi vaccine ngừa COVID-19 thì hàng trăm trẻ em ở Mỹ lại đang mắc một hội chứng viêm hiếm gặp nhưng khá là nguy hiểm và được cho là có liên quan tới virus SARS-CoV-2. Hội chứng này xảy ra đối với trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 14 tuổi. Hàng chục trẻ em ở Mỹ được báo cáo đã phát triển một hội chứng viêm hiếm gặp nhưng có khả năng gây tử vong, có thể liên quan đến nhiễm trùng coronavirus. Thống đốc New York Andrew Cuomo đã xác nhận hôm thứ Tư rằng ít nhất 100 trẻ em đã được chẩn đoán ở tiểu bang, trong đó có 3 người đã chết. Cuomo lưu ý rằng căn bệnh này ảnh hưởng đến trẻ em thuộc mọi chủng tộc và chúng có thể đã bị phơi nhiễm với COVID-19 vài tuần trước. Đây là một tình huống thực sự đáng lo ngại và tôi biết các bậc cha mẹ trên khắp tiểu bang và trên cả nước rất quan tâm đến vấn đề này và họ nên như vậy. Hội chứng này giống như bệnh Kawasaki, các nhà chức trách cho biết tình trạng viêm các mạch máu trong đó trẻ em bị sốt cao, phát ban ở lưng, ngực và bụng, mắt đỏ ngầu, bàn tay và bàn chân sưng, sưng hạch bạch huyết và sưng quanh miệng và môi. Bệnh Kawasaki rất hiếm, khoảng 3.000 trẻ em được chẩn đoán mắc bệnh mỗi năm, có 74 triệu trẻ em dưới 18 tuổi ở Mỹ. Giống như coronavirus, thành phố New York dường như là trung tâm lây nhiễm sớm ở Mỹ. Các quan chức y tế thành phố 82 trường hợp được xác nhận vào thứ Tư, tăng từ 52 ngày hôm trước. Họ tiếp tục điều tra hơn 100 trường hợp khác có thể. Đầu tháng 5, hơn 100 trường hợp mắc bệnh bất thường đã xuất hiện ở ít nhất 6 quốc gia, với các bác sĩ ở Anh, Mỹ, Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ điều tra tình trạng này. Tại một cuộc họp báo vào thứ Tư, thị trưởng Bill de Blasio cho biết, ủy viên y tế của thành phố đã đưa ra một cảnh báo cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để hiểu rõ hơn về cách chống lại vấn đề này. Ông nói rằng sự cảnh giác là rất quan trọng.
Các trường hợp mắc hội chứng bí ẩn liên quan đến coronavirus gặp ở trẻ em đã tăng vọt ở thành phố New York chỉ sau một đêm, đưa tổng số 100 trẻ em trong 5 quận được xác định mắc bệnh đã giết chết 3 trẻ em trên toàn tiểu bang. Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio cho biết hôm thứ Năm, trẻ em ở New York và New Jersey tạo thành những trường hợp được xác định rõ nhất về một hội chứng lạ với liên kết đến coronavirus. Trong số 3 trường hợp tử vong được báo cáo trên toàn tiểu bang, từ hội chứng cho đến nay, một nạn nhân là cư dân của thành phố New York theo The New York Times. Thành phố New York, tâm chấn toàn cầu của đại dịch coronavirus, dường như đã xác định được hầu hết các trường hợp mắc hội chứng ở Mỹ. Tiếp theo là New Jersey với 18 trường hợp được báo cáo vào thứ Năm, và sau đó là Boston, nơi có ít nhất 6 bệnh nhân được điều trị vào thứ Tư. Một cuộc khảo sát của CNN cho thấy bác sĩ đang xem xét các trường hợp tiềm năng ở ít nhất 17 bang, cũng như ở Washington DC. Hôm thứ Năm, BBC đã báo cáo rằng có tới 100 trẻ em Anh dường như mắc hội chứng này, cùng với các trường hợp được báo cáo ở những nơi khác ở châu Âu như Tây Ban Nha, Ý, Pháp và Hà Lan. Không giống như COVID-19, một số bệnh về đường hô hấp PIMS ảnh hưởng đến các mạch máu và các cơ quan, có các triệu chứng tương tự như bệnh Kawasaki và sốc độc. Nó liên quan đến phản ứng siêu tốc về hệ thống miễn dịch của trẻ em đối với virus, có thể dẫn đến viêm mạch máu và ảnh hưởng đến vòng động mạch tim, dẫn đến phình động mạch vành. Có thể mất thời gian để xác định mối liên hệ rõ ràng với virus vì nó nhằm vào các hệ thống và biểu hiện khác nhau trong các triệu chứng khác nhau. Nhưng các chuyên gia y tế đã ngày càng chắc chắn rằng chúng có liên quan. Tại thành phố New York, 55 trong số 100 trường hợp được xác định hôm thứ Năm liên quan đến trẻ em có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 hoặc các kháng thể. Thị trưởng Bill de Blasio đã phát động một chiến dịch quảng cáo trên toàn thành phố, tư vấn cho các bậc cha mẹ về các triệu chứng. Cuomo đã nói với tất cả các bệnh viện ưu tiên xét nghiệm COVID-19 cho trẻ em có mặt cùng họ. Sở Y tế thành phố cũng đã đưa ra một tờ thông tin toàn diện cho phụ huynh. Phát hiện sớm có thể ngăn ngừa bệnh nghiêm trọng hoặc tử vong, thị trưởng nói. Ông đang kêu gọi các bậc cha mẹ gọi bác sĩ nhi khoa kịp thời nếu con cái họ có các triệu chứng bao gồm sốt kéo dài, phát ban, đau bụng, nôn mửa và tiêu chảy. Chưa đến một nửa số bệnh nhân nhi ở thành phố New York có biểu hiện khó thở, được coi là triệu chứng trực tiếp của COVID-19. Tại thành phố New York, hội chứng đã được tìm thấy trên một loạt những người trẻ tuổi. Khoảng 35% các trường hợp đã xảy ra ở trẻ em dưới 5 tuổi, khoảng 25% trong độ tuổi từ 5 đến 9, 24% trong độ tuổi 10 đến 14 và 16% trong độ tuổi từ 15 đến 19. 90% các trường hợp được thành phố xác nhận là ở 3 trong số các quận của thành phố Brooklyn, Queens và Bronx. Gần 1 trong 4 trẻ em được chẩn đoán mắc hội chứng này là người da đen, 14% gốc Tây Ban Nha, 10% người châu Á và 9% người da trắng, theo dữ liệu được trình bày bởi thị trưởng hôm thứ Sáu. Một cậu bé 5 tuổi, một cậu bé 7 tuổi và một phụ nữ 18 tuổi đã chết. Trong lời khai hôm thứ Ba trước một ủy ban thượng viện và phản ứng coronavirus của chính quyền, tiến sĩ Anthony Fauci nói, trong khi trẻ em nói chung tốt hơn những người khác với virus, tình trạng mới nổi cho thấy chưa biết bao nhiêu. Một người mẹ ở New York chia sẻ câu chuyện kinh hoàng, vấn đề cảnh báo thảm khốc. Người mẹ ở New York, Amber Dean, đang hồi phục sau cơn sốt coronavirus nhẹ. Gia đình 5 người của cô vừa kết thúc kiểm dịch tại nhà, khi đứa con trai lớn nhất của cô, Bobby, 9 tuổi, bị ốm. Lúc đầu, nó không có gì quan trọng, nó có vẻ như là một con bọ xít, giống như cậu ta đã ăn thứ gì đó không đồng ý với cậu ta, cậu nói. Nhưng ngày hôm sau, cậu không thể giữ bất cứ điều gì và bụng cậu ấy đau đến mức không thể ngồi dậy. Tại phòng cấp cứu bệnh viện địa phương, các bác sĩ nghi ngờ bị nhiễm trùng ruột thừa và gửi cậu ta về nhà với hướng dẫn để gặp bác sĩ nhi khoa. Chỉ sau đó, sau khi tình trạng của Bobby trở nên tồi tệ hơn, các bác sĩ mới nhận ra anh ta nằm trong số những đứa trẻ nhỏ nhưng đang phát triển với một hội chứng viêm bí ẩn được cho là có liên quan đến virus. Hơn một chục tiểu bang hiện đang báo cáo các trường hợp mắc hội chứng viêm bí ẩn có thể tìm thấy ở trẻ em. Nó không bao giờ ảnh hưởng đến hệ hô hấp của cậu ấy. Chính trái tim cậu ấy đã bị ảnh hưởng. Họ đang hy vọng cậu ấy sẽ hồi phục 100%, nhưng họ nói rằng đã có những đứa trẻ với những ảnh hưởng lâu dài. Khi năng lượng của Bobby trở lại, mẹ cậu ấy cảnh giác với các dấu hiệu bệnh tật ở những đứa con nhỏ hơn, 7 tháng và 3 tuổi. Đây là một điều khá đáng sợ.
chứng kiến con bạn bị mắc vào tất cả các dây và IV này và bạn không thể làm gì được. Ông Dean nói, theo ý kiến của tôi, ngay bây giờ tôi sẽ không cho con bạn ra ngoài công cộng. Và mọi người ơi, video của mình đến đây là cũng sẽ phải kết thúc nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cái video của mình. Và nếu thích video của mình, hãy cho mình một like, nhấn nút đăng ký và đừng quên chia sẻ với bạn bè và người thân của mọi người. Mến chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và một ngày mới tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại với những video kỳ tới nha mọi người. Bye bye!